Hello, xin chào các bạn. Nếu như các bạn đang tìm cho mình một mùi hương có chiều sâu, phức tạp và nhiều lớp lang thì các bạn hãy tìm đến những chai nước hoa có tông mùi chủ đạo, đó chính là hoác hương hay còn gọi là patchouli đó. Và nhắc tới patchouli và chúng ta sẽ phải luôn luôn nhớ tới một trong những cái tên, đó chính là Diptyque Tempo, một trong những chai nước hoa mà mình đánh giá khá cao. Và có một cái điều mà mình muốn chia sẻ ở đây, nó là một cái tin buồn về perfumer là mùi hương này, thì toàn bộ sẽ được chia sẻ trong video ngày hôm nay nhá. Đầu tiên thì Diptyque Tempo được ra mắt vào năm 2018. Có lẽ ở Việt Nam chúng ta thì mỗi lần nhắc tới Diptyque thì có lẽ mọi người sẽ chỉ nghe tới hai cái tên, đó là Tam Đảo và Đồ Sơn thôi. Thì những cái video mình review về em nó thì đều cũng đã có rồi. Và với người dùng bình thường ấy thì Tempo không phải là một trong những chai nước hoa mà người bán dám chia sẻ và gợi ý cho các bạn mỗi khi mà các bạn đang lăn tăn lựa chọn những cái mùi hương của nhà Diptyque. Vì em này thực sự là nó không nịnh mũi, nó không dễ yêu, dễ cảm, và hiệu năng của nó thì cũng khá là khó hiểu. Nên là với cá nhân mình thì người dùng ấy, cơ bản thì Tempo không phải là một lựa chọn an toàn khi các bạn chưa có gu và chưa được trải nghiệm, đặc biệt là về cái nhóm hương patchouli. Nhưng nếu như các bạn là một người yêu hương và đặc biệt là yêu cái nhà nước hoa Diptyque này thì mình đảm bảo với các bạn rằng là mỗi khi nhắc tới Tempo, chúng ta dù không thích hoác hương, chúng ta vẫn phải dành cho nó những cái sự tôn trọng, những cái gật gù, vì đây là một cái mùi hương rất đáng sở hữu. Tempo thì được ra mắt năm 2018 và perfumer đứng đằng sau cái mùi hương của Tempo đó là Olivier Pachot. Thì ông là một master perfumer và trước đây thì ông làm việc cho Givaudan Đăng. Và có một cái tin buồn mình muốn chia sẻ, đó là Olivier Pachot thì mới mất vào vào ngày 10 tháng 7 năm 2023. Và ông đã để lại cho cái thế giới ngành hương rất là nhiều những cái di sản, những cái triết lý, cống hiến đến những giờ phút cuối cùng. Và một cái nữa đó là chắc chắn cái sự qua đời của ông cũng để lại cho ngành hương rất là nhiều những cái tổn thất rất là to lớn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với những cái di sản của ông thì chắc chắn nó sẽ trường tồn với thời gian. Và ở Việt Nam ấy thì nhắc tới Olivier Pachot thì có lẽ mọi người sẽ không biết nhiều, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ biết tới một chai nước hoa, đó là One Million. Và ngoài cái mùi hương của Diptyque Tempo ra thì ông còn đứng sau khá là nhiều những sáng tạo của Diptyque, thí dụ như Opheron này, rồi VTVO này, rồi 34 Boulevard Saint-Germain và một vài sản phẩm khác của nhà Ex Nihilo nữa. Thì đó là một vài chia sẻ về perfumer đứng sau mùi hương này. Còn Tempo ở đây thì khi mà mình tìm hiểu cái tên cũng như là ý nghĩa câu chuyện đằng sau thì Tempo được dịch ra theo tiếng Việt nó có nghĩa là nhịp điệu. Và nhịp điệu thì chắc chắn nó sẽ có nhanh, có chậm và sẽ có thăng, có trầm. Nhưng mà đối với cá nhân mình, sau một cái thời gian trải nghiệm và phải mua chai nước hoa này về thì Tempo trong mắt mình là một nốt nhạc trầm. Và nếu như ở trong một cái nốt nhạc trầm ấy, một bản nhạc ấy, thì nốt nhạc trầm nó là cái để tạo chiều sâu cho bản nhạc. Nó cũng là một trong những cái mà Tempo muốn truyền tải, đó là trong những cái sáng tạo mùi hương thì patchouli luôn luôn là một trong những nốt hương mang tới chiều sâu dành cho toàn thể mùi hương, tổng thể mùi hương. Nên là với mình thì Tempo là một trong những cái mùi hương có phần hơi buồn. Còn buồn như thế nào, chúng ta cùng nhau đi về phần tiếp theo, đó là về cảm nhận về em nó. Diptyque Tempo ấy, thì khi mà các bạn vừa mới rút ra như này, xịt, không may thì trời đâu đó tầm 40 độ, nhưng mà mình rất thích mặc Tempo, đặc biệt là vào những ngày mưa. Nắng nóng như này nó không phải là một cái vấn đề. Các bạn biết cái hình ảnh mà mình nghĩ ra khi mà mình xịt Tempo là gì không? Đó là mình đang đứng trước một cái thân cây có cái gốc rất to cùng với tán rộng. Và cái phần thân của nó thì lúc này nó những cái vỏ nó bị chóc ra. Và sau đó thì ở trong những cái vỏ ấy thì nó có sót lại những cái vụn đất, vụn gỗ, và những cái vụn đấy thì nó bị đọng lại và có vừa mới có nước mưa xong ấy.
thì cái mùi hương nó có một cái nét rất đặc trưng, đó là cái nét đất tươi ẩm và cái nét xanh xanh đắng đắng đặc trưng của hoang hương. Đấy là một cái điều mà các bạn có thể xem thêm cái video nguyên liệu về patchouli, thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn những cái cảm nhận của mình và những cái câu chuyện, những cái mô tả của người ta về cái nhóm hương này. Cái mùi hương này ở trên da mình ấy, thì sau khoảng tầm 15 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy thêm một cái nét hơi kiểu bụi bụi phấn phấn nữa. Cái nét bụi phấn này nó làm cho cái mùi hương của Tempo nó không có cảm giác quá nồng nàn, quá thô ráp và mạnh bạo như những mùi có nốt hương hoắc hương ở trong đó, mà nó như kiểu là một cái lớp đất sét khi các bạn bôi lên người mà nó khô lại. Thậm chí là các bạn sờ nhá, mặc dù đất nó bẩn nhưng mà khi mà nó khô lại, các bạn sờ nó có một cái độ mịn nhất định của đất sét khô. Đấy là một cái điều rất hay ho. Và cái mùi hương này thì người ta hay nói rằng là đây là mùi của thập niên 80 và 90, mùi của bố mẹ ta mỗi khi mà đi chơi. Và khi mà mặc em nói thì thực sự là mình đang như kiểu là mình đang xem những cái bộ phim nó liên quan tới khám phá, tới những cái kho báu mà ở phần mở đầu luôn luôn có những đứa trẻ đi lên những căn gác lửng cùng bố mẹ dọn dẹp, và lúc này thì phát hiện ra những cái dương gỗ, những cái hòm gỗ mà ở trong đó thì nó có những cái bản đồ để tìm kho báu để bắt đầu một cái bộ phim phiêu lưu kỳ thú. Và cái hòm gỗ này thì được làm từ cái phần kiểu những cái thân cây gỗ to, và lúc này nó để ở trong góc, nó có một cái độ ẩm của thời gian mốc mốc một xíu và một cái lớp bụi phủ lên trên rất là dày. Và cái mùi hương này, cái lớp bụi ở đây ấy, nó như kiểu là chúng ta đang sờ tay lên cái lớp bụi đấy. Uầy, một cái mùi hương nó mang tới đúng cái hình ảnh như kiểu chuẩn bị đi phiêu lưu. Mà tôi là một trong những cái người mà rất thích xem những cái bộ phim phiêu lưu khám phá kiểu đi vào tâm trái đất ấy. Bạn nào mà thời kỳ 9X mà kiểu gì các bạn xem cái bộ phim đó. Dry down của cái mùi hương này ấy, thì những cái nét thô ráp, những cái gì mà các bạn cảm thấy lấn cấn về hoắc hương không thiện cảm nó sẽ trôi hết đi. Nó sẽ chảy lên một cái mùi bụi đất, xong rồi hơi có cái nét đắng của sô-cô-la. Tại vì hoắc hương thì cũng tạo nên một cái hiệu ứng đắng đặc trưng của sô-cô-la chứ không phải là quá ngọt nha. Nó vẫn có cái bay ngọt ở đây nhưng mà nó sẽ là cái nét đắng chủ đạo, cái ngọt nó chỉ nhẹ nhàng ở phía cuối thôi. Và nó mang tới một cái hình ảnh, một cái mùi hương cực kỳ là sạch sẽ, có phần hơi ý nhị kiệm lời một xíu, lịch thiệp nữa và rất là cũ kỹ. Và mùi hương này thì có lẽ là bạn nào mà ở tôi thì tôi chưa được trải nghiệm, nhưng mà tôi đã đọc những cái bài review của những YouTuber ở nước ngoài thì họ chia sẻ là ngày xưa cứ mỗi lần ngửi thấy cái mùi của hoắc hương ấy là người ta sẽ nghĩ tới cái việc đó là chuẩn bị được đi chơi. Tại vì ngày bé mà bố mẹ mỗi khi ra đường, mỗi đi ăn tiệc thì sẽ sử dụng những cái mùi hương có patchouli. Và cái thời điểm đó, thập niên 80-90 thì patchouli là một trong những mùi hương gọi là trend ở trong thế giới, nên là họ sử dụng rất nhiều. Và mỗi khi mà cậu bé đấy ngửi thấy cái mùi hương này là cậu ta nghĩ rằng là cậu ta sẽ được đi chơi. Nên là khi mà sau này thì anh chàng đó có ngửi lại mùi hương này và anh ta nghĩ tới tuổi thơ rất rất nhiều. Thì đó là một vài cái câu chuyện cũng như là cảm nhận của mình về cái phần mùi của Tempo, của Diptyque. Vậy thì một cái mùi hương có xu hướng cũ kỹ như vậy, liệu nó có out meta, out trend thời điểm hiện tại hay không? Và nó sử dụng vào thời điểm như thế nào cho hợp lý? Thực ra thì mùi hương này nó, thứ nhất là nó không dành cho số đông và người mới. Lúc đầu mình có nói, nó sẽ rất là phù hợp vào một ngày mà các bạn thử nghĩ là các bạn trời nó mưa lâm thâm cuối tuần, các bạn không đi được đâu cả. Các bạn bắc ghế ra cái ban công, xong rồi các bạn kéo một cái bàn, các bạn pha một ly trà, các bạn bật nhạc lofi, xong rồi ngồi nhâm nhi, xong rồi tắt cho cái đèn nó hơi tối tối cùng với cái nhiệt độ thời tiết nó giảm hơi hơi se se lạnh này, và cái mùi không khí từ những cái hạt mưa nó ngấm xuống đất rồi nó bay lên, nó tạo ra một cái cảm giác như kiểu reset lại cả toàn bộ cái không khí trong những cái ngày nắng nóng. Và cái cảm giác cái hình ảnh lúc đấy của bạn, bạn chỉ muốn ngả ra những cái ghế như thế này tận hưởng một cái thời gian nó đang trôi thật là chậm sau như cả một cái tuần rất là vất vả. Và đôi khi là nó không còn là đúng như kế hoạch của các bạn, nhưng mà các bạn cũng rất là kiểu cảm giác chill, nhẹ nhàng, bật tí nhạc. Ui, vô cùng đồng điệu luôn ấy.
Và cái thời điểm dùng mùi hương này mình nghĩ rằng là có lẽ sẽ là những cái ngày trời mưa đổi rời giữa cái thời tiết mùa hè mà đổ một cơn mưa chẳng hạn này, các bạn mặc rất là ok. Hay là các bạn nào mà ở trong Sài Gòn ấy thì các bạn hoàn toàn có thể mặc mùi hương này vào những buổi chiều mà trời nó vừa mưa xong mát mẻ. Và đây cũng là mùi hương mà con bạn mình, một người sống ở sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng bây giờ thì đã bán mình cho Sài Gòn rồi, nó cũng rất yêu thích mùi hương này. Và đây cũng là mùi mà nó thường xuyên mang ra Hà Nội để mặc vào những ngày đông lạnh. Và một chút chia sẻ đó là hoắc hương thì trước đây nó được sử dụng ở trong cái việc mà ủ những cái khăn len cashmere, nó tránh cái việc những cái côn trùng là vào và làm hỏng. Thậm chí rằng là patchouli còn có một cái thời điểm người ta bảo là những cái đồ vải nào, đồ len nào mà không có mùi của patchouli thì nó là đồ len giả. Thì cái này các bạn có thể xem thêm ở cái phần nguyên liệu nhá. Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với nam hay nữ? Cá nhân mình thì mình thấy tempo nó không có giới hạn về giới tính, nhưng mà có lẽ nếu mà để là mình là một bạn nam đi thì có lẽ sẽ là một bạn nam có cái xu hướng thứ nhất là hơi hướng nội một xíu, thứ hai là trưởng thành. Người đàn ông, bạn nam thì có vẻ hơi quá nhưng mà sẽ là một cái người đàn ông có phần kiệm lời, ít nói và nhã nhặn, rồi có phần khá là lịch thiệp. Mọi thứ nó giữ ở cái một cái vòng tròn nhất định, có phần hơi an toàn. Nhưng mà anh chàng này thì sẽ thích ăn mặc theo cái là đó là những cái bộ suit. Nếu như mặc suit nhá thì sẽ là những cái bộ suit kiểu những cái gam màu như kiểu nâu đất hoặc là những cái gam màu tối, và sử dụng mà những cái chất vải như kiểu vải tweed này, hay là những cái phong cách thời trang như kiểu là vintage, ở đây mình retro. Ừ đấy, thì nó làm mình liên tưởng tới như vậy. Còn nếu mà những bạn nữ sẽ là những cái bạn nữ nó có phần hơi cá tính một tí, nó sẽ có cái xu hướng kiểu có thể là một chiếc tóc cắt ngắn này, nó hơi phá cách và có một cái gì đấy nó hơi low key một tí, thì nó sẽ phù hợp với tempo. Hoặc đơn giản là trời hôm nay mưa, tôi thích một cái mùi có thể đồng điệu với không gian để có thể chill với nó, thì em này là một trong những em như vậy. Và khả năng ấy, nếu như bạn thích Uncle Noah của nhà Lalique thì bạn cũng sẽ thích tempo của Diptyque thôi. Và cái cuối cùng đó chính là về phần hiệu năng của em nó. Thì mùi hương này lưu trên da mình đâu đó khoảng tầm 6 đến 7 giờ. Đây là một chai nước hoa phiên bản mới. Chai này được ra mắt vào năm 2022 thì phải. Nghĩa là sản xuất năm 2022 đấy. Nhưng mà mình thấy rằng là mùi hương của nó vẫn không quá khác biệt so với những cái gì mà mình đã trải nghiệm về tempo trong cái thời gian trước đó. Và cái phần độ tỏa thì thực sự là nó chỉ là một cái mùi skin scent rất là nhẹ thôi. Những cái hình ảnh phong cách người đàn ông kiệm lời, ít nói, nhã nhặn thì chắc chắn là nó không phải là những cái mùi nó có xu hướng ngược lại, đó là thu hút đám đông, mà nó sẽ thu mình lại. Và những người nào thực sự gần gũi mới có thể cảm nhận được. Và đây là một trong những cái mùi hương rất đáng sở hữu nếu như các bạn tìm một mùi patchouli, tìm một sản phẩm của nhà Diptyque, đó chính là Tempo. Hãy thử qua một lần vào một ngày mưa nhé. Và nếu như bạn có Tempo ở trong tủ thì đừng ngần ngại chia sẻ cảm nhận của bạn ở phía dưới để cho nhiều người cùng biết hơn. Còn bây giờ thì đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi nhận được nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.